Rồi, em Duy Cá xin kính chào đến anh em bậc thầy coi như là độ chới em yêu khoa học nha. Đó, rồi chiều hôm nay thì tiếp tục lên dây chai anh em ha. Toàn bộ dây chai không à. Nhưng có mấy cửa xích này thì ok nè. Đấy thì có một ít đồ này em mới lụm hoài trước nhà em vô. Đấy thì hồi sáng thì có lên một lô rồi thì anh em cũng chốt gần hết rồi. Còn tầm có chục mã thôi. Thì chiều hôm nay em lên tiếp tục cho anh em một lô thứ hai. Đấy, nói chung là đồ chơi anh em nha, đồ bắn sát anh em ha. Rồi cái này thì nó là tất cả luôn, nó xài điện 100V anh em ha. Toàn bộ luôn thì nó là xài điện 100V và tất cả các mặt hàng của bên em tất cả luôn là bao ship anh em nha. 100% là đều bao ship và giá thì em có ghi lên trên máy luôn. Mỗi một con thì nó có giá khác nhau. Thì anh em vui lòng nhìn kỹ cái giá của nó sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại em để bên dưới phần tiêu đề anh em nha. Rồi nhân viên chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy. Khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng 100k trở lên. Tùy theo con máy nặng nhẹ anh em ha. Đó. Và giá trị nó là bao nhiêu. Và có một cái quên đi chứ. Hàng bên em đặc biệt hàng này em bán sát hết anh em nha. Không bao một cái gì hết anh em ha. Nói chung là trên video quay như thế nào thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là như vậy luôn. Không có một cái thay đổi nào hết. Con nào bây giờ là em quay sao là về đến nhà y vậy luôn. Hôm nay có ít đồ người này tùm lum từ lưa đây anh em nha. Nói chung là anh em thích con nào thì em sẽ gửi về cho anh em con đó. Rồi cái này ví dụ như mã này nó 150 nè anh em. Lát nữa em ghi cái mã số phía trước thì anh em nhìn cái mã số, anh em thích con nào thì coi như là gọi cho em. Đấy. Thì đồ này là toàn là đồ chơi thôi anh em nha, đồ em yêu học thôi. Thì những anh em nào mà có ý định mà mua về là xài luôn thì bỏ qua cái video này luôn anh em nha. Đấy, em không test một con luôn anh em ơi. Đấy, không có con nào mà về là xài luôn đâu. Đấy. Anh em thông cảm ha. Hàng này em bán hàng sát hàng dây chai anh em nha. À. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một ở đây. Đây có con ngày hôm qua đây anh em. Con này 991 đây anh em ơi. 991 900k nè. Con này ngày hôm qua anh em chốt rất là nhiều luôn, 4-5 anh em chốt luôn. Nhưng mà em chốt trước cho ông anh kia từ ngày hôm qua tới giờ. Bây giờ trưa ngày hôm nay điện thoại lại là kêu hủy kèo. Đấy. Bây giờ coi như em không biết số điện thoại của mấy anh kia cho nên là em lên đây đấy không test nữa anh em nha. Đó mã 991 anh em nào coi như là ngày hôm qua chốt không được thì coi như là hôm nay chốt lại đi anh em ha. Đó mã 991 900k anh em nha. Đó, anh em lưu ý anh em ha. Thì anh em trước khi chốt anh em suy nghĩ kỹ giúp em nha. Chứ tại vì coi như là một mấy máy lớn một khi quay là nhân viên nó quay rất là đông, một ngày em quay chỉ được có 100 mấy 200 con máy à. Đó mà anh em chốt xong hồi kèo lại là video của em khác chồng lên bán là em bán không có được. Anh em thông cảm và suy nghĩ kỹ giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái đóng bùi nhùi này trước anh em ơi. Đâu cái viết của anh đâu rồi? Đây, đổi cái cây mới. Cây mới không? Không còn cây mới nữa, cây cũ ngon hơn. Cây mới ghi nó sao sao á. Rồi mã số 63 là ba cái cục này, nó có mớ đồ này linh tinh này anh em. Đồ em yêu khọc nha, một cục này nên là nó có một cái cọng dây đây anh em. Đây một cọng dây rất to luôn em ạ, dây rất là to. Đấy. 200k là bao ship anh em nha. Đây. Anh em giờ lấy mấy cọng dây không là cũng đủ xã hội rồi anh em ơi. Đấy. Đây là cục gì em cũng không biết luôn anh em. 100V anh em ha. Đó là điện 100V nên là hình như nó có một cái công tắc gì đây. Đó dạng này anh em. Đấy. 100V cục gì em không biết luôn. Đây. Anh em nhìn kỹ giúp em nha. Rồi một cục còn đây là cục gì đây nữa này. Đấy. Cũng là điện 100V luôn em nha. Đấy, không biết cục gì đâu anh em ha. Nặng lắm. Rồi đây là cục thứ hai. Và cục thứ ba là cục gì đây, một cái công tắc đây anh em. Đấy. Rồi. Ba cục này nó có hai đường dây điện luôn em ơi. Đây. Nó có hai đường dây điện. Rồi ba cục mã 63 200k cho anh em về nghiên cứu anh em nha. Rồi 63 200 luôn. Rồi cái con này mã 64. 64. 180k ba cục. Đây là một cục từ từ tách rời ra em, tách rời ra. Đừng có để chung. Đây. Một cục này là cục gì đây anh em nha, hàng của Fuku Rika Hemisi Fuso 50. Rồi em đọc xong em cũng không biết cái vụ gì luôn á. Con này là Panasonic thì có cái đồng hồ đây anh em. Đấy ở đây này anh em nha, đó một cái. Rồi hai cục. Rồi con này, cục này là cục thứ ba. Cục này thì nặng lắm anh em ơi. Rồi mã 64 180k ba cục anh em ơi, bao ship luôn đó, không bao sóng đâu anh em nha. 180 à quên 64 108. Rồi cái này 65 là nó là hai con vít anh em. Vít này con này là con vít 100V anh em nha. Đây, nó là vít điện 100V.
điện 100V 35W. Thì cái này nó không bị bởi anh em nha. Con này không bị bởi, con đi bởi nè. Đó, con này nó có bị bởi nè, đây, đây anh em nha. Đấy, con này thì mất luôn cặp thang rồi. Đấy, bị bởi mất luôn cặp thang luôn. Rồi hai con 65, mã 65 150k luôn em. Rồi mã 66. Cái này nó là 100k luôn. Hai cái con này thì hai con quê hàng đây anh em. Nhưng mà bị mất cái đầu rồi anh em, hả? Mỏ hàng chứ không phải quê hàng hả? Mỏ hàng chì. Đúng rồi, hai con này hai con mỏ hàng chì. Đấy, 100k bao xíu anh em về nghiên cứu em yêu khoa học luôn ha. Đó. Nó bị mất cái đầu rồi sao á? Nó còn thiếu cái đầu nữa, cái đầu chì ra dài anh em. Đó. Mã 66 100k bao ship luôn. Rồi cái mớ bù nhùi này luôn, mã 67, ghi mã trước luôn nè em. Được anh ghi là anh ghi lộn á. Rồi mã 67 con này 200k thì nó là ba con này bán keo sao á? Đấy, ba con này bán keo. Mở riêng ra bên nè, từ từ từ. Ba con bán keo, rồi một cái. Cái này thì nó là một con vít gì đây? Mất luôn cọng dây, con nó này có cái chui dây đây anh em. Đó có điều tóc luôn em nha, đó. 64 200k bao ship chưa được 30 ngàn một món luôn em ơi. Đây. Đây. Con vít mini này anh em. Đây em bán đồ chơi coi như. Rồi đây, mã 67. Rồi 200k, một đống anh em ơi, 6 con. Rồi vô được rồi. 67. Rồi 68, con này là hai con này là 180k. Con này thì nó có là nguyên một đống dây luôn em ơi. Đây, có đảo chiều này, vít nè anh em ơi. Vít lục giác nè, có đảo chiều nè. Con này rồi không biết con gì luôn. Vít nhiều mà không biết xài điện. À đây đây có tem, có tem. Đâu, tem đâu mới thấy mà. À đây đây. Đâu đâu đây, đúng rồi. Rồi con này hàng của Made in Thụy Điển. 2002, sản xuất 2002 anh em nha. Này thì nó chỉ mới có sơ sơ tầm khoảng 21 tuổi thôi, cũng hơi ít anh em ạ. Đó. Rồi, con này là con gì đây? Con này con motor đổ cánh quạt gì đây anh em? Đó. Nó nguyên chùm dây luôn nè. Đấy, 2 4 5 cộng ít dây lắm. Rồi 68, 200k luôn. Không. Ủa, sao mấy em? 60. Rồi 69 thì nó là 250k. Này là một siêu phẩm của nhà Hitachi anh em nha. Đó. Này đây là cục sạc của Hitachi, một cục. Con này nó là 9V6 của thằng đây, cắt ti ren anh em nha. Dao cổ đây, nó có luôn. Dao cổ nó có đầy đủ. Rồi Hitachi CM10. Xơi lờ mừ. Rồi, hợp lại luôn em. Bán sát luôn em nha, không video này chỉ bao ship thôi em nha, không bao gì hết đâu anh em ơi. Rồi mã 69 250 luôn. Rồi mã 70. Ủa ai đứng trước nhà mình nè. Rồi 70. Đó, con này thì nó là một con vít thạch cao anh em nha. Thì đầy đủ dây điện đó. Tại anh này hỏi lý do tại sao có dây mạng test mà coi như là bán mù đó. Nói chung là bán mù là bán, một khi bán mù là bán hết luôn anh em nha. Đó, chứ một khi test là có con sống con chết thì nó bù qua, nó kéo lại nó cũng vậy à. Đó, cho nên là đây là chơi hên xui, bán mù thì test ra thì giá nó cao hơn, còn con nào chết thì mình bán rẻ hơn lại thì bù qua kéo lại nó như nhau hết á. Cho nên là bây giờ em bán vậy nè, cho lấy tốc lực cho nó nhanh anh em nha. Đó, một ngày em gửi đi, giờ bên trước chuẩn bị xe tới bốc gần hơn một tấn. Rồi 70, 200k luôn. Rồi con này 71, 300k. Đấy, một cặp của mát anh em nha. Đó, một cặp này của mát đinh này. Đó. Này còn nằm thùng đóng hộp luôn em nha. Đinh này u nhỏ anh em nha. Này là u nhỏ một con. Này u gì á, khác hẳn anh em nha, hai con khác nhau á. Đó, hai con. Rồi hai con này giá của nó là mã 71 300k luôn, đưa ra luôn anh, đưa ra ship xong. Rồi 72, ghi 72 gì mà xấu dữ vậy em. Rồi 300. Rồi một con này bán vít thạch cao 12V của mát luôn. Đây anh em nha. Đó. Có bóp vô tư. Hai con 12V, một máy 2 pin và một cái thùng. Đó, cái đầu này là đầu bán vít thạch cao đây anh em nha. Đó, nó là bán vít thạch cao. Anh em nào làm thạch cao thì lấy con này về anh em ha, làm. Đó, mã 72. Full thùng. 300k bao ship anh em ạ. Ra luôn. Ồ, hết nhà, hết rồi. Rồi giờ đi vô nhà anh em. Rồi 70. Rồi quay mang con ship trước em. 73. Rồi 73. Nó là 300k một cặp.
Đây là một con Ryobi. Nó là một con Ryobi nha. Đó, con này là hơn 1000W AC14. Rồi, làm xích đầy đủ không bởi anh em nha. Rồi, con thứ hai cũng là một con Ryobi luôn, con này 800W thôi. Đấy, nó hơi xấu thôi anh em nha. Hơi tét miếng này. Ừ. Chỗ nào đây em? Ừ. Rồi, chỗ này hơi hở này. Đấy. Rồi, hai con này 300k bao ship anh em nha, hai con Ryobi. Đó, hai con bán bằng giá một con sống anh em nha. 73 300k luôn. Rồi, cái này 74. 74 nó là 300k luôn, thì nó là một con Ryobi luôn, hình thức còn ok anh em nha, có đầy đủ dây điện luôn. Đó, 74 con này CS2501. Đó. Con kia. Rồi. Con này thì nó bị hư cò bóp anh em nha, mất cái cò luôn nè. Đó, mất cái cò rồi. Làm xích thì còn đầy đủ nhưng mà bị mất cái cò anh em nha, nó bị bung cái nắp này là anh em giờ dặn lại nha. Rồi, mã 74 con cặp này từ anh. Đó. 74 nó là 300k luôn. Rồi. Rồi, con này 75. 75 cặp này 350k thì đó là một con này là rất là ok luôn anh em ạ. À. Con này 12A nè anh em. Đó, thiếu mỗi cộng xích anh em nè. Con này anh em giờ đóng xích lại. Rồi, con này cũng là Ryobi luôn, nó bị gãy một cái tay ngay đây. Để cộng dây điện hai con này uy tín luôn anh em ạ. Máy thì không nói, hai cộng dây điện con máy hai con này uy tín luôn. Đó. Làm xích có đầy đủ. Rồi, mã 75 350k cho là một cặp anh em ạ, bao ship luôn em ạ. Rồi, này 76 300k luôn. Con này được cái bộ làm bộ con xích nhìn nó ok nè anh em ơi. Nhưng mà đây bị gãy cái tay rồi. Thằng con này cũng là Shindawa A113. Đấy. 113 anh em ạ. Rồi, con kia. Con này được cái cọng dây uy tín luôn nhưng mà coi như là bị mất cái nắp lại công tắc rồi anh em ơi. Đây nè, bị mất cái nắp rồi anh em. Bị bởi cái nắp mất tiêu rồi. Đấy, thì anh em giờ nhà độ lại anh em ơi, anh em làm lại ha. Này chủ yếu anh em thờ thầy thì anh em sẽ có phụ tùng bỏ vô anh em nha. Đó, rồi. Cái này 700 mã 76. Giá của nó là 300k cặp này luôn đi nha, 76 300 luôn. Rồi, cái này 77 450k luôn, con này nặng 9kg luôn em nha. Hàng con này hàng bao nặng luôn. Đó, 9kg. Này cái cò đâu em? À. Con này cái cò nó cái cò nhựa không có anh em nha. Đó, được cái cộng lam con này khỏe lắm anh em, xích lớn luôn, xài xích lớn nè. Đó. Rồi. Hàng SDK anh em nha, thương hiệu này rất là ok luôn em nha. Hàng SDK thương hiệu này nó có điện loại điện 220 nhưng mà cái cơ xích dài màu đỏ rất là to. Đó. Rồi, con này nặng 9kg anh em ạ, mã 77 450k luôn. Để vô đó luôn em. Rồi, con này 78. Đây, mã 78. Này, cái con này chạy chắc luôn nè. mấy đứa nhân viên này nó quấn băng keo lại nè. Nó test rồi á. Mã 78. Rồi, 300k luôn em. Con này được cái cộng lam là xích ok nè anh em. Đó, sáng gió luôn em nha. Thì con này là con Shindawa A10. Đó, nó là gãy cái miếng cái này, một con Ryobi. Đấy, một con Ryobi và một con Shindawa A10. Rồi, mã 78 300k một cặp này luôn em nha. Rồi, ok đi luôn. Rồi, mã 79. Mã 79 300 luôn, thì nó là một con của thằng Toshiba. Đây, Toshiba không có dây. Đó, công tắc bóp ok anh em nha. Con này công tắc làm xích ok luôn. Rồi, một con. Con này có dây mà bị mất cái đầu rồi, à quên mất cái nắp chụp rồi anh em ơi. Làm xích cũng còn ok luôn. Rồi, hai con Toshiba này. Đó là giá của nó là 300k. Còn kia con kia có dây anh em nha. Đó, hai con mã 79 300 luôn. Rồi, đây mã 80. Thì 450 hai con này bao nặng luôn em. Thì cái con này nó cái lam nó bị sập sệt thôi. Đấy. Anh em giờ chỉnh lại cái lam nè. Con này là 5014 anh em nha. Makita 5014. Một con. Và cái con này thì nó là Hitachi CS228 mà nó bị mất cái nắp chụp đây nè anh em nha. Đây là mất cái nắp chụp đây nè. Đấy. Rồi, hai con này 450k bao nặng luôn em. Hai con này bỏ ký rồi anh em biết. Rất nặng luôn. Mã 80 450k hàng loại lớn. Công suất lớn. Rồi, con này mã 81. 81 300k nó ghi số. Nán cuộc tình thì cái nhà công dây uy tín luôn em nha. Đó. Thì nó là mã con này nó là 5014B. Đấy, 5014B anh em nha. Rồi, mã 81 300k con này luôn. Một con thôi anh em nha, tại con này loại lớn á anh em. Bán một con luôn cho anh em dễ mua. Đó, cho hai con nó nhân tiền lên nó nặng lắm. Rồi, mã 81 300k luôn. Rồi, cái này 82.
82 300k luôn một cặp luôn anh em nha. Con kia làm bị méo bằng bên anh em ạ. Nó làm nó bị xì xỉ bằng bên nè. Được đấy. Được cộng xích nó ngon này anh em. Nó nói chung là cái này nó về nhà nó cắn cho bỏ cái bao về nó cắn anh em ạ. Đấy, một con. Còn con này cò bóp được không em? Hai con này hai con chung suất nha. Con này làm xích nó ok luôn nè, không có dây thôi. Còn con kia nó có dây. Rồi 82 300k hai con luôn. Con này cò cứng đi. Con này cứng hả? À, con này cò cứng anh em nha. Rồi 82 300k hai con luôn. Rồi cái này 83. Đây nó rấu dây vô nè. 83 400k một cặp này luôn em mà hai con đầy đủ dây luôn em nha, đủ đồ luôn ấy. Đấy, làm xích cũng ok luôn này. Mấy nhóc nhà em á là nó đấu dây vô là máy chạy nhưng mà em không biết là nó chạy ngon lành hay là nó thay là nó chạy dở đâu. Đấy. Còn đây có dây điện, hai con đều có dây điện này nha. Chứ một khi em bán sát là em đem ra em bán sát hết. Bán hết lô luôn. Thì nào bán trống nhà em nhập hàng mới rồi lúc đó là tính sâu. Rồi 83 400k cặp này ok uy tín luôn anh em. Đấy, cặp này nè. Rồi 400. Rồi qua cào cào đi anh em ơi. Giờ mình hết chơi xích rồi, giờ chơi cào cào. Nhiều em. Rồi 84. Rồi một hai con cào cào này là giá của nó là 200k bao ship anh em nha. Thì một con là nó là của thằng Toshi Awin Hitachi. Nó chỉ mất một cái làm Awin cái nắp chụp này thôi. Còn con này là của thằng Header Chimmer. Rồi nó to lắm anh em ơi. Con này bao to bao nặng luôn nè. Rồi một cặp này mã 84 200k luôn. Đó, có con nó còn sức khỏe lắm em, con to lắm. Rồi con này 85. Thì nó là 200k luôn em. Đây, một con này nó còn bọc luôn em. Đó. Rút dao rút kiếm ra luôn em. Đó, rồi. Còn cái bọc rất là đẹp luôn. Còn cái xích này nước nó vô đó anh em. Đấy. Con này Makita bò bóp được. Rồi cò bóp được luôn hai con này ok luôn em ơi. Rồi 85 200k hai con luôn. 200k hai con anh em nha. Rồi 86. Rồi 86 rút kiếm. Đó. Rồi hai con này chỉ có một con. Đó. Con kia là nó mất cái miếng bảo vệ ngay đây anh em nha, bảo vệ lưỡi. Rồi hai con Makita này mã 86 200k luôn. Rồi 86 200 luôn. Rồi hết hết hàng cửa xích rồi. Bây giờ mà qua tới đồ này là chuẩn đồ em yêu khọc luôn anh em ơi. Đấy, chuẩn đồ em yêu khọc luôn. Bây giờ quay từ góc này quay qua đi. Quay con motor kia trước. Đó, đây anh em, hàng đang bóc này anh em. Đó, nguyên chất lên cả xe này. Đang một đống này đó. Còn đống bên này nữa anh em. Nhiều lắm. Rồi 87. Em bán sát này đi là coi như là bán theo ăn số lượng tấn. Rồi 87 400k một con này. Con này thì coi như là em thấy là nhà mấy đứa nó test rồi anh em nha. Rồi không chạy luôn em nha. Đó. Nó test rồi cho nó là không chạy thôi, là bán sát luôn 400k một con bơm chìm lấy thước đo em. Đó. 87 400k con bơm chìm này đi anh em ơi. Đấy. Này nặng 6-7kg gì đó. Nhỏ thôi, cái thân nó nhỏ xíu anh em nha. Con này cái thân nhỏ xíu à. Nó không có được to đâu. Rồi 87 400k luôn. Con này đây, cái tem nó đây anh em. Điện 100V nha. Đo chiều cao thôi em. Rồi nó cao tới đây là 45 anh em nha. Đây 45 rồi. Nó chiều cao 45. Đó, rồi 400k mã 87 400k luôn. Rồi cục nào cũng được em. Được anh ngồi sợ. Mấy cục này em không biết cục gì đâu anh em nha. Rồi 88 nè. Rồi 88 thì nó là 150k luôn. Nghe nè. Anh Tư test con này cắt ống hả? Con này nó ép ống gì á. Cắt ống á. Này. À, không không quay cái này, quay cái này là quay. Em mới quay là cái này nó nhúc nhích nè. Ra. Đó. Xoay ngược lại. Đó. Được rồi đó. Rồi 150k đo luôn em, lấy cái thước đo chịu khó đo. Mười á. Rồi đó. Mười lấy năm. Đó, rồi 15. Này 32. Rồi ok. Đó, 88 150k luôn.
Rồi cái này 89 150k luôn anh em nha. Thì cái cục này là cái cục gì đây? Dây điện bao dài luôn em. Đây nè. Đó. Nó có một cục gì đây? Đo cái gì? Cục của Nati. Đấy, nhưng mà được mỗi cọng dây điện rất là dài luôn em nha. À, còn một cái cọng dây này vô đâu nữa nè. À, đây 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 đây, gắm vô đây. Đó, cọng dây này gắm vô đây nè. Đó. Vừa luôn. Đó. Rồi không biết cục gì luôn nhưng mà dây điện dài lắm anh em ạ. À. Dài 4 5 mét á. Rồi 89 150k luôn anh em, dần nghiên cứu luôn ha. Ủa cái này xe quay sáng mà em. Có mã rồi. Đây. Rồi, 90. Ba cái. Không à, giá đâu. Đây. Rồi mã 90. 90 300k, ba cái này. Tao test đi anh. Tao test đi. Bóp lại rồi xoay. Đó. Bóp lại rồi xoay cái này nè. Đó, nó có cái đầu khóa ngay đây anh em nha. Đó. Bóp cái này vô là nó có, thả ra là khóa lại. Nó có cái đầu khóa ngay đây. Thì cái đo này là cái đo ống đây. Này nó có số đây 10K80. Đó. Này ống 80 sao á? 12. Rồi ba có ba cái bán ba cái anh em nha. Rồi ba cái. Ba cái 300. Anh em thợ làm được cái gì anh em làm ha. Rồi 90 300k luôn. Rồi cục này 91. Nãy còn nhiều ký quên mất ta, mình cứ ghi không? Nặng lắm. Rồi cái này là cái gì á? 4 con lăn. 4 con lăn anh em nha, bán 4 con lăn rồi, đợi bỏ xuống đo đi em. Sắt bao nặng luôn em. Này là bao nặng luôn á. Này nó là 12 năm. Rồi. Cái này nó là 20. Đó. Này 22. Cao 16, 17. Rồi. Cái này nặng lắm anh em ơi. 91 350k luôn, mã 91 350 luôn. 92. Rồi 92. Motor này 350 luôn em nha. Đây nó bị mất cái bu ly, bị tét miếng nè. Đó, một cái motor 7 kg 350k, bên này cũng bị mất miếng luôn. Vẫn quay đều anh em nha. Rồi. Một cái motor rồi bỏ xuống em. 7 kg 350 7535. Bao ship luôn đây ba, rồi đưa đi. 93. Rồi cục này 180k luôn anh em ơi. Cái này nó có cái lăng gì đây anh em? Trong này nó có cái lăng gì này, có đường dây điện đây. Đó. Công tắc ở đây. Rồi đây là một cái tem. Nó có đường lăng gì này. Chung là nó có motor gì trong này. Lăng cái gì đây anh em? Bộ khung. Rồi 93 180 luôn em ơi, anh em nhìn biết cái cục gì. Thua. Rồi 93 180 luôn. Chín tư. Cái cục này cục gì mà nó nặng lắm, cục này cục gì mà nó nặng lắm anh em ơi. Đây. Hàng của Đức, điện 100V, bao nặng luôn. Rồi 94 180k luôn em ơi. Đó. Rồi 94 180k, con này em không biết cục gì luôn em ơi. Đó. 94 180 luôn. Rồi cái này sạc bình anh em ơi, 95. Rồi 95. Con này 6V, 12V, cái này không có dây đi em nha. Đó. Bán cho em 150 bao ship luôn em, về tự xử luôn em nha. Đây nè, đó. Chỉ có một cục thôi, bị tét miếng ở đây nè. Đây. 195 150k luôn. Cái này sạc bình, battery changer. 95 150 luôn. Rồi cái này 96. Cũng là một cái sạc bình luôn. Con này nó có đường dây điện và nó hai cái ống kia. Nhưng mà bị mất cái đồng hồ với lại công tắc đây anh em ơi. Đó, cái cục ở trong thì vẫn còn nha, nó vẫn nặng anh em ơi. Đây. Đây sạc bình 12V Yokohama. Rồi 96 150k luôn. Rồi con này 97 điếc anh em nha, con này đã là test rồi anh em ơi. Đó, 97 gắm điện nó không chạy anh em nha. Đó, mấy anh nhóc em nó test rồi, nó kêu nó test rồi là nó không có chạy. Đấy. Rồi hàng của Kachet luôn. Đập là cái tem này em. Máy đây là máy rửa xe, thì anh em nào mà biết dọn máy thì lấy con này về dọn ha. Này có đi tem dưới, tem dưới em. Hàng của Maiden Gap Nami anh em nha. Đó, 250g bao ship thôi anh em nha. Con này em gắm điện vô điếc rồi. Rồi mã 97 250 luôn. Rồi, này 98, từ từ em bỏ mỉa lưỡi á.
Rồi 98. 350k luôn. Thì con này lưỡi 255 nè anh em ơi. Lưỡi con này xài ok luôn em. Lưỡi con này xài rất là ok luôn nè. Đây, xài lưỡi 255. Rồi, cái này thì công tắc bị cứng rồi anh em à, nó bị gãy cái nút đèn nè, công tắc cứng nó còn cái motor thôi. Anh em nào giờ bị gãy cái đầu kia. Đó, anh em giờ nhà có đồ chơi gì anh em đồ ha. Rồi, con này một lưỡi một máy. Đó, 98 350k bao ship luôn em nha, mã 98 3 lưỡi luôn. Rồi đây. Rồi 99. Rồi con này 350k luôn, con này cũng bị kẹt công tắc rồi anh em nha. Tay nắm thì vẫn còn ok nè. Nói chung là anh em giờ kiếm cái đứa bàn bỏ vô phát nó ra thành con máy á. Nhà em có đứa bàn mà giờ không, nói chung là làm không nổi đâu anh em. Giờ không nổi đâu. Đó. Tán đá thì còn nè anh em. Con này xài đá nhiêu? 300. Con này xài đá 3. Quay lại coi thử nó không gì ta. 305 anh em nha. Này xài đá 305 á. Đó. Rồi, cái này anh em giờ nhà tự test luôn em nha. Nên là một cái quyên một cái cụm cục một nửa của mấy cắt sắt á. Tay cổ thì còn ok luôn. Rồi, mã 99 350 luôn, mã 99 350 luôn. Rồi, mã 100. Đây, 180k. Đấy, hồi sáng là em bán một cái đới này chỉ có 150 thôi anh em nha, nhưng mà giờ nó có thêm cụm này nữa anh em ơi. Đấy là 180k anh em nha. Đó. Lúc lao lúc lại rồi xay luôn em. Xay được không? Đó, xây được anh em ơi. Rồi mã 100 180k luôn em nha. Đó, đới nó bằng nhựa. Rồi anh em giờ đổ chới ha. Đó, sáng coi như lên có một con hai con anh em lấy hết rồi, giờ lên tiếp mã 100 180 luôn. Rồi 101. Rồi 8kg đó, chuột tới chuột lui được anh em nha, 2 tỷ chuột được hết á. Đó. Rồi cái này là lưỡi 190 thôi, cái lưỡi này thì không đẹp lắm đâu. Nó bị mất phần đới xay dưới nữa. Đấy, nó còn phần một phần xay thôi. Đấy, nói chung là tuy đâu rồi anh em giờ độ chế được cái gì độ ha. Đó, 101 350 quay lên một lần anh em không lấy thì coi như em dục ra đóng dây chai luôn. Đấy. Đấy, từ quay cái đít lên. Đây nè, nó cũng bị hơi lủng một lỗ cái này nè anh em à. Đó, tét lỗ ngay đây. Đấy, anh em giờ có lấy tùy lấy gì thì anh em lấy ha. Rồi, Makita anh em nha. Rồi lưỡi 190. Là cái đầu này nó đóng bị bởi luôn nè. Chụp tới chụp lui được mà. Đó. Rồi. Trên dưới luôn á. Rồi. Rồi ok. Mã 101 nó là 350k luôn. Rồi đưa đi. 102. Rồi 102 250 luôn. Con này không có cái công tắc anh em nha. Con này nó không có công tắc nè. Dây điện thì có mà không có công tắc. Đó, lưỡi cắt sắt luôn. Rồi xài lưỡi 200 máy xài lưỡi 254. Công tắc không có anh em nha. Rồi 102 250 cục này thôi anh em nha, 250k bao ship này nha. Đó. Rồi. Rồi, qua đường dằn mới gãy luôn. Rồi, con này 103. Rồi, con này bằng đây bằng nhựa, test miếng ở đây anh em nha, test miếng ở đó. Này bằng nhôm, này bằng nhôm. Đây, một mấy cái lưới bàn này anh em giờ đổ chới ha. Ở dưới này bị test miếng hồi nãy em chỉ thôi, nhưng mà sạch sẽ nhìn đẹp lắm. Rồi đây. À, rồi, mã 103 180k luôn em nha. 103 108 luôn. Còn cái cục này cục gì đây? 104 220k luôn. Thì nó là cái cục gì đây nè. Đây. Này cái gì nữa? Này cái thiêu dệt gì đây anh em à? Hai cái này của nó luôn. Hai cái này của nó hả? Rồi đo thử em. Cái này đây là cái đinh gì rồi cái thùng này nó dài 87 anh em nha, nó bị sức một tay đây nè, nó bị sức một tay nè, 87 nó mỏng thôi, mỏng như đây thôi anh em nha, thùng nó chỉ mỏng như đây thôi. Rồi, ụp lại rồi 220k bao ship lên đi ba. Đó, cái này thì nó dài 15. Rồi 104 220 luôn. Rồi, cái này 105. 350 anh em ạ, 8 kg. Đó, motor gì đây, đi đường thui nguyên cục motor gì đây anh em ạ. Đó. Cục này em chưa có test anh em ạ. Cục motor gì này. Chả nắng cái tao. Tao xem đây là kem. 100V 50W.
35W. Nói chung là đây, nó nói chung là anh em nhìn đã nhìn qua nó rồi thì biết chứ em thua rồi. Đó. Mã 105 350 hàng Tohin 8 kg này mà. Rồi 106 350 luôn. Đây. Chả biết nó xài vô cái gì luôn anh em nha. Cục này em cũng chưa quên, con này em cũng chưa test luôn, nó là một máy mài thôi anh em. Đây, cái đường dây điện của nó lung tung đứt lung tung này anh em, anh em giờ chỉnh lại nha. Đó. 350k cốt còn quay bình thường, từ từ quay. Cốt nó hơi đào đảo tí xíu á, đó. Hơi nhảy nhảy tí xíu nè anh em ơi. Hơi nhảy nhảy tí xíu nha. Rồi, con này mã 106 350k luôn anh em ơi, 106 350 luôn. Rồi, cái này 107. Quay mấy cái đồ email khọc này hơi bị nhanh anh em ơi. Đó, quay vòng vòng được nè anh em ơi. Điều cái kính này nó hơi cũ nè. Đó, anh em giờ đồ lấy được cái gì để anh em lấy dọn được dọn nha. Đó, 150k bao ship anh em nha. Đó, tính ra giá trị thực tế nó chỉ có 101 thôi anh em. 107 150k luôn. Rồi. Rồi 108 150 luôn. Đó, kính này hơi cũ luôn anh em ơi. Đấy, hàng của thằng TK24. Quản xoay được anh em. Rồi. TK24 108 150k luôn. Rồi con này 109. Rồi 109 con này hình như con nấu nước hay sao, 170k anh em nha. Con này em chưa test luôn anh em ơi. Đó, con này như là cái con nấu nước nè, nhìn cái càng của nó nè. Nhìn con nấu nước hay sao á. Con này hiệu của Sinco. Sinco. Đó, 109, cục này nó là 170k luôn anh em ơi. Đấy, cục này em chưa test luôn đây đâu. Rồi, được rồi. Rồi, 110 650, nặng 17 kg. Rồi, không biết cục gì luôn. Bao nặng luôn. Nguyên cục sắt luôn em. Đây, tiền của nó đây. Hàng của Madin Gia Băng. Rồi, 110. Nó là 650k, nặng 17 kg anh em ơi. Bao ship anh em nha, không bao giờ đâu anh em ơi. 110. Rồi, 650. Còn nhiều thế hả? Rồi, con này 111. Nặng 9 kg, 350 luôn. Con này điện 100V anh em nha. Con này em chưa test luôn nè. Thì nó là một con máy cắt móc rãnh gì đó. Móc rãnh hay cắt gỗ gì nó có cử luôn, đời cũ luôn em nha. Bao nặng luôn anh em ơi. Đấy. Này nó có một ốc gì đây. Lật lại luôn anh, lật lại luôn. Đó, con ốc kẹp kẹp lưỡi nè, đó. Lưỡi móc rãnh anh em nha. Cái họng này là họng móc rãnh nè. Đó, một con máy móc rãnh đời cổ anh em ơi. Nặng. Rồi, mã 111 350 bao ship luôn anh em nha. Nặng 9 kg anh em ơi. Cho em trong nhà cho em điếu thuốc luôn anh. Rồi 112. Rồi, một con máy phay mới lượm vô luôn anh em nha, bởi nát rồi. Đó, công tắc thì còn nè. Dây thì còn luôn anh em nha, một con phay mà bởi rồi. Đó, cái này nó cũng cứng luôn anh em nha, nhìn nó là biết là gắm điện, giờ có cắt cầu cái điện ra gắm điện vô nó cũng không chạy đâu, cứng là phải tháo ra làm lại hết nó mới chạy được. Đấy. Hàng của Skill của Mỹ luôn anh em ơi. Đó, anh em nào thích em yêu khoa học thì lấy nó về coi như là nghiên cứu anh em nha. Giá của nó thì coi như 200k bao ship anh em nha. Đây. Đó. 200k bao ship. Đây hàng Skill. Đây. Nói chung là nó còn ruột bên trong á, rồi anh em nghiên cứu luôn, mã 112 200k luôn. Rồi 113. Rồi cái con này là 250k luôn em nha. Đấy nó có hai cái mặt đồng hồ đây, anh em giờ ráp lại ha. Đó, bởi kính rồi. Con này là con sạc bình luôn em ơi. Đấy, sạc bình luôn, công tắc ở đây anh em. Rồi con này thì em muốn chưa test luôn em nha. Đấy. Một cái con sạc bình. Nặng lắm anh em. Rồi mã 113 250k cục này luôn em ơi. Đó, mặt đồng hồ nó thì nó chỉ rớt hai cái mặt đồng hồ ra thôi. Còn ngoài sau là còn nguyên quẹn hết anh em ơi. 113. Đó, 250k luôn. Ừ. 114. Rồi 150 luôn. Con motor này nữa anh em ơi, bị bởi miếng ở đây nè. Đấy. Nó bị mẻ miếng ở đây anh em ơi. À, anh em về dọn luôn. 114 150k. Rồi anh em về tự dọn luôn ha. Đó, nó bị tét nén ở đây, dọn dọn này.
dán keo rồi anh em. Đó, dây chai luôn em ơi. Dây điện thì nó không có cái đầu này anh em. Rồi 1450 bao ship luôn em ơi. Đây luôn. Rồi 115. Rồi 350 luôn. Thì cái này nó cho test miếng ở đây nè. Đó. Em mới tháo cái bình ra rồi anh em nha. Thì cái này là một cái kích bình hay sao á. Đó. Này cục chì còn nè, công tắc còn. Thì em tháo cái bình ra rồi. Lấy cái bình ra tháo đây anh em. Lấy cái bình ra. Đó, em tháo cái bình ra đây anh em. Đó, bây giờ bỏ cái bình này vô thì nó cũng vậy à. Mà đem về anh em cũng bán dây chai, nhưng mà bỏ vô tiền ship nó nặng quá nhưng không được đâu anh em ơi. Đó, em tháo bình ra giờ này nó còn nhẹ thôi. Nó có một cái đầu kẹp, hai cái đầu kẹp đây. Nó là hai cái đầu kẹp kẹp bình. Còn ok luôn em ạ. À. Đấy. Hai đầu kẹp bình. Rồi mã 115 tép tép miếng ở đây anh em nha. Anh em giờ bỏ cái bình mới vô. Bỏ bình mới vô là coi như là xài anh em nha. Mã 115 350 luôn. Ủa, hết được chắc hả? Rồi, cái nào 116 đâu? Rồi, 116 cục này 200k luôn, một bình oxy luôn. 116. Rồi. 116 200k luôn, một bình oxy cá luôn em nha, nặng lắm anh em. 5-6 kg gì đó. Đó, có dây điện đầy đủ luôn, anh em về tự test luôn đi nha, em cũng chưa test luôn á. Nó là một bình oxy cá anh em ơi. Rồi 116 200k bao ship luôn. Rồi 117. Con này 4.5 luôn, nặng 7 kg anh em. Đó, dặn ra dặn vô em. Dặn ra dặn vô một cái kẹp máy bay. Nặng 7 kg rồi, ok được rồi. Anh em giờ nhỏ rồi 7 vệ sinh nó lại nha. Đấy, 117. Con này 450k bao ship luôn, nặng 7 kg nha. Rồi con này 118. Con này xấu hơn anh em nha. 400. Rồi 118 400 luôn. Lần này nó rượt 17 vô dọn lại anh em nha. Đó. Cái này dặn không được, cái kia dặn được. Rồi 118 400k luôn. Rồi 119 150 luôn. Cái bình này công tắc nó bị gãy rồi anh em nha. Này. Công tắc này nó bị gãy rồi nè. Đó, bình hơi gì á. Này, motor nó còn trong luôn anh em ơi. Điện 100V đây. Đó, điện 100V 5060.5A. Rồi 119 150 luôn. Đi luôn em. 120. Rồi 1 500k thùng này luôn. Đây. Rồi em test đi em. Một 19 nãy 150. Rồi. Bơm cái này nó lên nè anh em nha. Đó. Bơm này nó lên nè. Rồi, xả. Rồi xả. Rồi, bơm lại. Cái này nó hơi xấu xấu, nó dính nước, nó hơi xấu xấu cũ nhưng mà bơm được hết anh em nha. Đó. Rồi xả. Rồi, rồi vô em, một cái thùng nữa, 5 xì. Đó. Đây. Thùng về đựng đồ người luôn em. Đó. Thùng Hitachi. Rồi mã 120 500k anh em nha. Không cái đó không phải đâu. Đấy cục kia. Lát nữa cái bàn này cân ký luôn nè. Mấy cái này chưa lên giá, chưa cân ký. Rồi 121. Rồi cục này là cục kẹp ống gì đây anh em ơi. Đó nó còn mới tinh luôn. Quay lên quay xuống được nè. Đấy, size của nó là Res NO0 NO2. Quay cái size em. Này có sai không? À, dỡ lên. Nhắc lên được anh em nha. Này cái xiết gì á? Cái cùm cái xiết gì á? Rồi. Mã 121 450k luôn. 121 450 luôn. Rồi cái bàn này. Cái bàn này. Nó nặng 24 kg anh em nha. 122 24 kg 550 luôn. Thì cái này chuột táo chuột lui được anh em ơi. À. Đó, từ từ coi. Hòn test đi hòn. Hồi nãy em thấy sao? Dặn này ra. Rồi. Đẩy tới đẩy lui. Đó. Đẩy vô được. Đó. Kéo ra. Đó. Kéo ra được anh em nha. Kéo đều vô. Kéo ra. Đó. Này nó đồ sẵn rồi. Thì cái này thì anh em... Đây, nó bị hóc nữa này. Đó. Đó, một cái bàn của nó dài như thế này anh em nha. Đo chiều cao nó đi em. Chiều cao chiều rộng đi. Thước này. Nặng hai mấy ký á.
Rồi, này 29. Chiều cao 29. Cái này cũng là 38 năm. Rồi. Ngang của nó là cái bàn này kéo ra luôn. Rồi, 28 mấy á. Rồi, nhân 2 lên anh em nha. 28 nhân 2 lên thành 56, nó kéo ra. Rồi 24 kg, mã 122, 550 luôn. Đó. 550 anh em nha. Đó. Rồi, được rồi. Được rồi. Nó có ngàm rồi. Nó có ngàm chặn ngay đây nè. Nó không ra được đâu. Đó hết cỡ luôn. 60 luôn. Đó. Ra tới đó 60 anh em nha. Rồi. Mã 122 550 luôn. 24 kg. Anh em giờ mua anh. Thôi được rồi. Thôi đưa đi trước đi. 122 đúng không? Rồi, cái cục nào nó đưa cho anh. Ơi. 123 450 nặng 15 kg, em không biết cái cục gì ở đây luôn anh em. Đây nó có cái cục gì ở trong á. Thì hai cục như nhau luôn, cục kia nữa. Nó như nhau luôn. Đó, 450k thì cái cục này nó có hai để nằm xuống, đứng đứng nằm xuống nè, đứng thôi. Có chân nè, nó có chân nè. Đó. Nó có chân. Đấy. Không biết cục gì luôn. Nó có cái gì này nè. Ngày mai tháo ốc ra coi thử cái gì ở bên trong. Đó, nặng 15 kg anh em nha. Đó, anh em chốt anh em biết thì anh em biết cục này cục gì thì anh em lấy về làm. Chứ còn không ấy thì ngày mai em tháo ra. Chỉ đo chiều cao thôi em. Rồi, 36 rồi, được rồi em. Đó, cao 36. Ngang 15. Rồi. 20, này 20. Rồi. 120 mấy à? 23, 4,5. 124. 4,5 luôn, 15 kg anh em nha. Đó, 450k luôn. Này nó xài điện 100V anh em nha, này xài điện 100V đó. À, cục này nó không có dây mà cục này đẹp hơn nè. Nó cũng 15 kg à, con kg nó cũng vậy. Rồi ok luôn. 124 nó y như cục kia thôi anh em. 450 luôn, hết chưa em? Còn cục đâu kia đâu chứ. Thôi được rồi. À, bỏ cái ký con cục này thử bán luôn cục này luôn đi. Kia. Rồi, chờ mã cuối cùng là mã này đi anh em ơi. Anh Tư ơi, tương tác anh Tư ơi. Đó. Như cái cục này cái chân gì anh em? Dựng nó lên, dựng nó lên. Ủa sao cục này nhẹ vậy? Nhẹ tưng hả? Nó chạm đất hả? Này nó làm cái gì á, cái đế chân không bàn á. Đó. Từ. Rồi, sơ thôi được rồi. 14 kg anh em ơi. Rồi. 14 kg. Này nó có cái gì đây? Cái thước đây bạn, cái cây bằng đồng luôn anh em nha. Đây nè. Cái này cái cân. Đúng rồi, cái 5 kg nè. Này là một cái cân á anh em. Đó. Móc lại đó. Móc vô. Này cái cân 5 kg. Nó cây đã bằng đồng luôn em, nó là 13 kg. Rồi. Mã nhiêu em? 25. Rồi 450k luôn em ơi. Rồi. 450k bao ship anh em về coi như nghiên cứu anh em nha. Rồi lên luôn em. Đã rinh vô rồi bán luôn. Cục này làm cái cục đè anh em ơi. Cái này nó 11 kg. 126. Rồi, cái cục coi thử. Nó 11 kg hả? Rồi, ập lại. Này cục đi. Rồi. 126. 11 kg. Rồi, 300k luôn đi anh em ơi. Bao ship nó còn 200 thôi anh em ơi. Rồi, mã 126. Nó là 300k luôn. Rồi, kết thúc chương trình chiều ngày hôm nay. Rồi, cái này thì em xin kết thúc video đây nha. Đó, hàng nãy giờ bốc chưa xong luôn anh em. Đây. Đó, bốc chưa xong lên xe gần đầy xe rồi. Nửa xe bốc chưa xong luôn. Rồi em ngày chủ nhật cuối tuần bây giờ chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào ngày mai nha.